Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc đồng hồ 5496. Chính xác ra là một giới thiệu ngắn gọn về 5496 và những cải tiến mới nhất về Patek Philippe. Trong đó thì có một cái phụ kiện mà tôi sẽ đảm bảo tới các bạn là rất hấp dẫn. Thì cái phụ kiện này tôi sẽ giới thiệu ở cuối video các bạn nhé. Vâng, và như các bạn đang thấy đây trên tay tôi chính là chiếc Patek Philippe 5496P015 có lớp vỏ Platinum. Trước đây Gia Bảo Luxury cũng đã giới thiệu tới các bạn những chiếc đồng hồ 5496, có thể kể đến đó là phiên bản vàng hồng. Đó, thì phiên bản đang trên tay tôi đây, đó là phiên bản có lớp vỏ Platinum, chất liệu quý giá và đắt hơn vàng, trọng lượng riêng nặng hơn vàng nữa. Giá hãng so với phiên bản vàng hồng cũng đắt hơn khá nhiều nữa. Giá hãng của phiên bản này là khoảng gần 110.000 USD. Đó, giá hãng niêm yết. Thì chiếc đồng hồ này thì có chức năng, tôi cũng chỉ giới thiệu qua về các chức năng của chiếc đồng hồ này, đó chính là chức năng lịch vạn niên. Đó, như các bạn đang thấy có ngày này, ngày lịch dương này, lịch âm này, thứ tháng này, đó, lịch tuần trăng này. Phiên bản vàng hồng thì có một điểm khác biệt ở phiên bản này, đó là các cái ngày được làm nổi lên rất là đẹp. Đó, các cái ngày được chỉ bằng kim màu đỏ ở đây. Đây, tôi sẽ vặn đồng hồ cho các bạn có thể thấy kim màu đỏ. Đó, các bạn có thể thấy được cái kim màu đỏ chưa ạ? Đó, kim màu đỏ rất là đẹp. Máy được sử dụng trong phiên bản này là caliber 324, lịch vạn niên. Đó. Cái quan trọng tôi muốn giới thiệu với các bạn hôm nay đó chính là một cái phụ kiện mới lần đầu tiên ra mắt năm 2019 của Patek. Rất là hấp dẫn. Vâng, như các bạn đã biết, những cái phiên bản đắt tiền, đó là những phiên bản mà siêu phức tạp, gọi là Grand Complication của Patek, thì sẽ được trang bị một cái hộp, đó là hộp quay. Thì những phiên bản trước đây thì Patek trang bị một hộp quay to, dài, to như này, hình chữ nhật, có trang bị động cơ bên trong. Tuy nhiên từ năm 2019 thì Patek đã thay đổi và biết lắng nghe người dùng, người sử dụng cũng như là nhà sưu tập hơn. Và họ đã giới thiệu tới khách hàng chiếc hộp này. Đó, như các bạn đang thấy, chiếc hộp hình trụ tròn, bằng da, rất là đẹp mắt. Đó, như các bạn đang thấy, đường chỉ may khâu rất là đẹp. Vâng, đúng không ạ? Đây chính là chiếc hộp quay mà Patek giới thiệu trong năm nay. Chiếc hộp quay này rất là tiện dụng, nhỏ gọn và có thể mang đi được công tác, mang đi công tác được, rất là tiện lợi. Và tôi thích chiếc hộp này hơn chiếc hộp cũ, mặc dù chiếc hộp cũ bằng gỗ nhìn khá là sang trọng, nhưng về tính hữu dụng nó không được như chiếc hộp này. Chiếc hộp đó thì thích hợp để bày tủ ở trong nhà mà thôi. Đó, và chúng ta cùng khám phá bên trong chiếc hộp này có những gì các bạn nhé. Và đây tôi mở ra, như các bạn đang thấy bên trong là da lộ màu nâu rất là đẹp. Đây chính là giá đỡ của chiếc đồng hồ để quay. Khi bạn muốn lấy, bạn sẽ rút mạnh ra. Đó, có một điểm đặc biệt và rất là thú vị ở chiếc hộp quay này, đó chính là khi các bạn lắp đồng hồ vào thì khi các bạn khởi động thì nó mới quay, còn nếu như các bạn không lắp đồng hồ, các bạn khởi động thì nó chỉ quay có một vòng và nó sẽ dừng lại. Đây chính là các bạn đang thấy, đây là mắt cảm biến rất là hiện đại. Đó, mắt cảm biến này sẽ nhấp nháy, nó thể hiện được là thời lượng pin này, chế độ sử dụng này. Thì cái này nó giới thiệu rất chi tiết ở trong cái quyển sách hướng dẫn của hộp quay này. Tuy nhiên có một điểm mà tôi thấy Patek rất là hiện đại trong năm 2019, đó chính là Patek đã làm riêng một application, một app, chúng ta gọi ngắn gọn là một app để cho chiếc hộp quay này. Và đây thì các bạn đang thấy, đây chính là app của chiếc hộp quay, tên là PP Cylinder. Vâng, và chúng ta hãy cùng thử vào cái hộp quay, và chúng ta hãy thử vào cái app này để xem bên trong nó có gì nhé. Vâng,
Đó, như các bạn đã thấy, đây chính là thông tin của chiếc hộp quay này. Tôi sẽ ấn vào. Đó, các bạn thấy chưa, đèn đã sáng rồi đấy. Vâng, trong thì có một số thông tin cơ bản như là thời lượng pin này, thời lượng ước lượng thời tháng sử dụng này, vân vân đấy, và caliber là 324 để nó cho ra một cái số vòng quay thích hợp với cả cái cỗ máy này, rất là thông minh và hiện đại, đúng không ạ? Đó, vâng, thì video này tôi chỉ giới thiệu ngắn gọn tới các bạn đa phần là về chiếc hộp quay. Hy vọng là trong năm nay tại Pajagua 2019 thì Patek có giới thiệu tới chúng ta giới mộ điện cũng như là đam mê cũng như là nhà sưu tầm những phiên bản đồng hồ mới, những cải tiến mới, những cỗ máy mới. Vâng, và còn 20 ngày nữa là chúng ta sẽ đến Tết âm lịch. Gia Bảo Luxury xin chúc các bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi Gia Bảo Luxury. Xin cảm ơn.